ngày làm nó không làm vậy. Hôm nay không phải ngày làm mà nói nó không làm. Vâng. Hôm nay không phải ngày làm căn cước nó không làm. Con hỏi cái thằng gác cổng thì nó bảo là mai mai chị xuống làm chứ. Ở xã thì là nó làm cả chủ nhật. Gì có hamburger bé? Làm gì có bé?